xin chào tất cả các bạn đến với channel của chú Hè Mini. Và đây là chiếc nhẫn của sản phẩm sắp qua là chỉ giá dưới 80 đồng. Ai muốn mua thì hãy liên hệ với chú Hè Mini nha. Rồi, và ngày hôm nay thì chú Hè Mini sẽ hướng dẫn cho tất cả các bạn làm, đó chính là con sâu. Rồi, để làm được con sâu đầu tiên chúng ta cần phải có 3 quả bóng. Rồi, quả bóng đầu tiên chú Hè Mini dùng quả bóng xanh nha. Rồi, mình sẽ bơm lên khoảng 3 hơi. 1, 2, 3, rồi trừ lại một đoạn khoảng như thế này nha các bạn. Rồi, sau đó chúng ta sẽ cột lại nào. Và đầu tiên cũng như thường khi, cũng như mọi khi không khác là chúng ta sẽ tạo một hạt đậu nhỏ. Một hạt đậu nhỏ. Sau đó chúng ta sẽ tạo một cái khoanh nào. Một cái khoanh hướng khoảng hơn 4 ngón tay một tí nha các bạn. Như chúng ta là một con chuồn chuồn thôi. Rồi chúng ta bóp nhẹ một cái nào. Rồi xoắn. Rồi chúng ta sẽ luồn hạt đậu này qua bên này. Rồi tiếp theo chúng ta lại tạo thêm một hạt đậu nhỏ nữa. Sao giống con chuồn chuồn vậy ta. Rồi hướng một cái khoanh nha. Này cái khoanh bằng với khoan này, bằng cái khoan đầu tiên, bóp một cái, xoắn nào, ôi rồi giống con chuồn chuồn quá, nhưng mà không phải. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ ướm khoảng 4 ngón tay nha các bạn. Rồi chúng ta vặn, rồi làm một hạt đậu nhỏ, giữ lại và khóa nó lại nào. Rồi tiếp theo chúng ta làm thêm một hạt đậu nhỏ nữa, chúng ta gắn vào đây này, gắn vào. Rồi vì còn lại chúng ta bóp nhẹ cho hơi nó dồn hết rồi. Rồi chúng ta sẽ nhét qua hai cái chuỗi, cái này gọi là cái khoăn. Ôi cái gì kẻ chai nó đi. Rồi xong hình tượng như thế này. Tiếp theo chúng ta sẽ bơm bong bóng màu lên, màu khác lên, tùy màu các bạn thích nha. Chú Hè Mini rất là nam tính, chú Hè sẽ dùng màu hường. Bơm lên khoảng 4 hơi nha các bạn. 1, 2, 3. Rồi, ôi 3 hơi rưỡi thôi. Chờ chúng ta chờ một đoạn khoảng như thế này nè. Đấy, cũng khá. Khoảng bao nhiêu ta? 7cm. Chúng ta có thể lấy thước đo nha. Rồi chúng ta xì đi, cột lại nào. Rồi sau đó chúng ta tạo như thường lệ, chúng ta tạo một hạt đậu nào. Rồi làm một cái khoanh bằng với hai cái khoanh hồi nãy nha, bóp một cái nhẹ rồi luồn qua đây đó, cho nó giữ lại. Tiếp tục một hạt đậu thứ hai, tạo thêm một cái khoanh nữa, bóp một cái nhẹ luồn qua. Tương tự vậy chúng ta tạo thêm hai cái khoanh nhúng như cái khoanh này thôi, bóp một cái, thêm một hạt đậu, một cái khoanh luồn qua. Rồi lại tiếp tục một hạt đậu, một cái khoanh, bóp một cái luồn qua. Rồi xong 4 cái khoanh. Bạn nào mà chưa căn được 4 khoanh thì chúng ta căn 3 khoanh cũng được, còn cái đoạn thừa thì chúng ta cắt và chúng ta bỏ nó đi nha. Rồi sau khi có 4 cái khoanh này thì chúng ta sẽ nhét nó vào trong này, nhét từng cái một nha các bạn. Một cái, hai cái, ba cái, 4 cái. Rồi xong đó chúng ta sẽ gắn cái đoạn này vào cái chỗ này. Rồi cái đoạn thừa này thì chúng ta cũng cột nó lại nha. Rồi công đoạn tiếp theo chúng ta sẽ làm cái râu của con sâu. Rồi chúng ta bơm một cái bong bóng lên, tùy màu các bạn thích nha. Bơm lên khoảng 3 hơi. 1, 2, 3. Rồi chúng ta đo một đoạn khoảng một gang tay. Và chúng ta cầm đoạn này nè, ra giữ là bắn một cái nè đó, rồi chúng ta giữ thật chặt nha, rồi chúng ta thả cái đầu này ra cho nó xì đi nè, đó thấy chưa nào. Rồi sau đó thì chúng ta sẽ cột nó lại, căn sao cho hai bên nó bằng nhau đó. Rồi chúng ta sẽ chia đôi cái đoạn này ra. Rồi sau khi đã chia đôi đoạn bằng nhau rồi đúng không nào, thì chúng ta sẽ gắn cái này vào hai con mắt của nó, gắn vào đây nha. Sau khi đã gắn xong thì chúng ta sẽ tạo một hạt đậu, chia đôi tiếp cái này ra nào. Đó. Rồi, chúng ta giữ ở đây nha, chúng ta nắm nó lên từ từ cho lên đây nè. Đó, nắm nó lên. Đó. Rồi, bóp. Kéo cho nó giữ lên như thế này. Tiếp tục bên này. Chúng ta làm y hệt như vậy thôi. Nghe không? Rồi. Xong hai cái đầu, công đoạn cuối cùng chúng ta chỉ cần vẽ nữa thôi. Còn mắt nè, mắt thứ hai, lông mày, cái miệng. Thôi thế là xong con sâu rất là dễ thương đúng không nào. Rồi ngoài con sâu ngắn này ra thì chúng ta còn có một con sâu dài nữa. Ngay sau đây thì chú Hè Mini sẽ hướng dẫn cho các bạn là con sâu dài nha. Rồi để làm được con sâu dài thì chúng ta tiếp tục lấy một quả bóng nào, một màu bất kỳ, chúng ta bơm lên. Con sâu đầu tiên thì quả bóng đầu tiên chúng ta chỉ bơm 3 hơi thôi, nhưng con sâu này thì chúng ta bơm 4 hơi nha. 1, 2, 3, 4. Rồi trừ một đoạn khá là dài nha các bạn. Rồi
taxi đi nào, gộp lại. Rồi, đầu tiên không khác một hạt đậu à. Và tạo một cái khoan, bóp một cái. Rồi, như con sâu ngắn thì chúng ta sẽ tạo thêm một cái khoan nữa. Nhưng với con sâu dài thì chúng ta tạo một cái khoan này thôi nha. Rồi, tiếp tục ướm bốn ngón tay và tạo ra hai con mắt của nó. Một hạt đậu, giữ lại, đá lại. Và hạt đậu thứ hai chúng ta gắn nó vào đây nha. Hạt đậu thứ hai, gắn nó vào. Rồi, chúng ta bóp đầu còn lại cho nó mềm bóng bóng ra và nhét nó vào đây. Tương tự như vậy, chúng ta lấy ba cái quả bóng để chúng ta, mỗi quả bóng chúng ta làm bốn khoanh, rồi chúng ta gắn nó vào bên này, làm thành con sâu rồi. Rồi, chỉ các bạn luôn nha. Bơm lên ba hơi nào. Rồi, giữ lại, trừ một đoạn khoanh như thế này nè. Rồi, làm bốn khoanh. Một hạt đậu nhỏ, một cái khoanh. Hai hạt đậu, hai cái khoanh. Ba hạt đậu, ba cái khoanh. 4 hạt đậu, 4 cái khoanh. Rồi, chúng ta sẽ gắn nó vào trong này à. Gắn từng khoanh một thôi nha các bạn, chứ không là dễ nổ lắm đấy. 1 khoanh, 2 khoanh, 3 khoanh, 4 khoanh. Rồi, xong chúng ta sẽ cột vào đây. Tiếp tục như vậy, chúng ta sẽ làm 4 khoanh khi nào cái này nó đầy thì thôi nha. Khoảng 2 cái nữa là nó đầy rồi. Rồi, bắt đầu làm thôi nào. Rồi, sau khi tạo ra những cái khoan nó đầy đặn con sâu như thế này thì cuối cùng chúng ta chỉ cần tạo râu của nó thôi. Tạo râu của nó nào. Bơm lên. Và chừa khoảng một gang tay. Rồi, cắn, xỉm lên. Wow, mát quá. Bột nó vô nào. Để cho hai bên nó bằng nhau nha các bạn. Rồi, chia đều hai cái này ra. Gắn nó vào đây. Rồi, lại tiếp tục chia đều hai cái đầu nó ra. Gắn nó lên. Và xong. Tiếp tục, chúng ta chỉ cần vẽ nữa thôi. Một con mắt, hai con mắt. Rồi, xong rồi, thế là đã xong con sâu. Thật là dài, thật là nhiều màu sắc, quá là đẹp đúng không nào. Rồi các bạn ơi, các bạn không hiểu chỗ nào thì hãy cứ dừng lại và tập theo chú Hề Mini nhá. Rồi, mọi ý kiến thắc mắc hãy bình luận ở phía bên dưới. Và clip sẽ ra vào thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần. Các bạn nhớ like, share và subscribe kênh cho chú Hề Mini nha. Bye bye. Are you sleeping?